sinh Kim Lâm 2016. Xin được kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông đoàn và các bạn trẻ được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, bước sang năm mới gặt hái được nhiều niềm vui và có những ngày Tết an lành, thánh đức. Rồi, quên rồi. Đến với cuộc thi hôm nay, con xin được gửi tới quý cha và toàn thể cộng đoàn một ca khúc mang tựa đề Gặp Mẹ Trong Mơ. Xin mời quý cha và cộng đoàn cùng thưởng thức. Xuất sắc, chúng ta đồng tràng vỗ tay để chúc mừng cho em. Và em có thể ở lại đôi phút cho cha phỏng vấn vài câu, thì không còn thời gian nữa cho nó không lên sân khấu. Cha muốn hỏi con là con tập bài hát này trong bao lâu? Dạ con thưa cha, con tập trong vòng 3 ngày ạ. 3 ngày. Con có thể cho cha biết là ai là huấn luyện viên của con được không? Dạ thưa cha, là mẹ là huấn luyện viên của con. Và chúng ta chúc mừng cho em mẹ con. Và cha xin chúc mừng giọng hát của con. Chúc mừng con này đấy. Cha thấy con hát hay quá mà cha nói cùng lộn lời. Giọng hát thì cha nói là giọng hot, bởi vì con hát rất là thanh thoát. Và cha chúc mừng cho con phần biểu diễn rất là tốt.
như là một diễn viên chuyên nghiệp, như một ca sĩ chuyên nghiệp. Cha chúc mừng và chấm điểm 10 cộng cho con. Xin khán giả cho một tràng vỗ tay.